VNI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. Bà Lê Thị Hạ Thanh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Hải Thịnh được bầu làm trưởng Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Thái Hằng. Hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2018. Năm 2018, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng Quản trị, bà lãnh đạo và nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, VNI đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, tổng doanh thu đạt 1.074 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch, tăng trưởng 41%, lợi nhuận trước thuế đạt 12,7 tỷ đồng. 21 đơn vị hoàn thành kế hoạch, trong đó 9 đơn vị xuất sắc về đích sớm kế hoạch kinh doanh 2018 đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị gửi thư biểu dương, chúc mừng theo chương trình thi đua được Tổng công ty phát động từ đầu năm. VNI tăng 3 bậc thị phần bảo hiểm. Doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ, đứng thứ 3 trên thị trường về tốc độ tăng trưởng doanh thu. VNI tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 13/30 về thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Năm 2018, VNI tiếp tục là nhà bảo hiểm gốc của chương trình bảo hiểm hàng không cho các hãng hàng không lớn. Ngoài ra, VNI vinh dự là nhà bảo hiểm cho nhiều dự án, công trình trọng điểm, tiêu biểu như nhà bảo hiểm đứng đầu bảo hiểm cho nhà máy nhiệt điện Thăng Long tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, bảo hiểm nhà máy giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, Thái Nguyên, bảo hiểm dự án xây dựng nhà máy thủy điện Bắc Mà tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, bảo hiểm hàng hóa của tập đoàn TNT, bảo hiểm tài sản khu nghỉ dưỡng Coco Bay tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, bảo hiểm tài sản cho công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất, bảo hiểm hàng than vận chuyển nội địa cho tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, công ty kho vận và cảng cẩm phả Vinacomin, bảo hiểm đội tàu chở dầu ga của công ty cổ phần thương mại vận tải biển Trường Phát Lộc và nhiều dự án trọng điểm khác. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VNI. Ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại khách sạn Marriott, VNI tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Bộ Tài chính, được cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng đánh giá cao, cùng chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm như báo công dân Bắc, hội thao kéo co, bóng đá, tennis, thi viết VNI trong tôi, thi ảnh khoảnh khắc VNI, thể hiện tình yêu của cán bộ nhân viên với ngôi nhà VNI. Ký kết hợp tác với nhiều ngân hàng lớn, bancassurance. Ngoài những ngân hàng đã ký kết như An Bình Bank, NCB, OCB, TP Bank, Việt Bank, HD Bank, năm 2018, VNI còn hợp tác thêm với ngân hàng SHB, doanh thu mảng bancassurance tăng trưởng trên 90% so với cùng kỳ, góp phần vào hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2018 của tổng công ty. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống. Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong bảo hiểm, VNI tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý hệ thống và tối ưu lợi ích khách hàng bằng việc ra mắt website bán bảo hiểm online www.ebhk.com.vn, triển khai ứng dụng giám định bồi thường online MyVNI để rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết bồi thường. Đạt thành tích cao trong hoạt động thể thao. Năm 2018, VNI đã đạt giải nhì giải bóng đá Cúp TNT, kỷ niệm 25 thành lập tập đoàn TNT. Đạt giải ba tennis đôi nam lãnh đạo giải tennis Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức và giải nhất giải tennis cup đã phát thanh truyền hình An Giang. Năm 2018, VNI tổ chức nhiều hoạt động thể thao tăng cường hợp tác, gắn kết và giao lưu với nhiều đơn vị. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng đến xã hội, cộng đồng. Năm 2018, VNI tổ chức chuyến hành trình về nguồn
dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang đường 9, Khe Sanh, Quảng Trị. Phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, tổ chức hiến máu tình nguyện Giọt Hồng VNI tặng quà gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo tại Quảng Bình, trao nhà nghĩa tình đồng đội tại Bến Tre, ủng hộ quỹ vì Trường Sa thân yêu cùng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác. Công tác đảng, công đoàn và đoàn thanh niên được quan tâm. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt đảng và kết nạp thêm đảng viên mới. Tổ chức thành công đại hội đoàn thanh niên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2022. Bên cạnh đó, công đoàn, đoàn thanh niên cũng tổ chức nhiều hoạt động như chương trình thắp sáng niềm tin của đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức thi cắm hoa mùng 8 tháng 3, meeting 20 tháng 10, tổ chức vui Tết Trung thu, ngày hội trăng rằm cho các con cán bộ nhân viên VNI. Năm 2018, VNI đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. Với thành tích đạt được, năm 2018, VNI đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen Bộ Tài chính, top 50 doanh nghiệp phát triển thịnh vượng, top 10 giải thưởng châu Á Thái Bình Dương, giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam, cúp Thăng Long của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng. Mới đây là top 200 giải thưởng sao vàng đất Việt 2018, đón nhận bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong chương trình đêm doanh nghiệp 2018, khẳng định nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên là động lực để VNI không ngừng cải tiến chất lượng, nỗ lực hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh 2019 và hướng đến top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vào năm 2020. Bảo hiểm hàng không, vững niềm tin, chắc tương lai.